Dạ thì khi trò chuyện với anh Charlie với anh Trí á, thì anh cũng có chia sẻ về cái là cái nền tảng đã từ nhỏ rồi. Gia đình đã có hai bác đã có một cái nền tảng mình tạo cho các anh đó. Thì hôm nay cái cơ duyên đó cháu được ngồi đây trò chuyện với bác đó. Thì bác cũng rộng lòng có chia sẻ cho cháu biết về cái hành trình đó bác đến với đạo, thế là mới đến với nhà Phật như thế nào. Chào tất cả mọi người trước hết đấy. Về cái hành trình của một của bác mà đi vào đạo đó thì thật ra từ nhỏ mình may mắn là được sinh trong một gia đình bố mẹ đã có theo Phật giáo rồi. Thì từ năm nhớ là năm 16 tuổi thì bác đã được bố mà đưa lên trên Thủ Đức đi vô quy y hay vô cái chùa là chùa Vạn Đức quy y với hòa thượng Thích Trí Tịnh á. Thì từ đó ông già đưa những cái quyển sách bên lề Phật giáo thôi, ví dụ như là đạo Phật với khoa học, đạo Phật với những nhận thức mới, rồi lần lần mới đưa dẫn bắt đi vào con đường. Thì Hòa Thượng Trí Tịnh thì dạy niệm Phật nhưng mà ba với bạn của ba bác thì đưa những quyển sách nó không phải là bên trình độ, mà đưa thí dụ như những bộ như là mới vô đưa những cái bộ kinh đã đọc không, mà bác sau đó bác đọc học thì cũng không 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 hay lắm, nhưng mà đọc kinh thì tới đâu thì nó thấy tới đó, nó không có bỡ ngỡ lắm. Để đọc giờ đưa bộ Pháp Hoa, rồi đưa bộ Thủ Lăng Nghiêm, rồi nó đưa những cái thí dụ như cái này mà sao hồi đó đọc trời ơi, ông Phật này sao hay quá trời đó, cũng cũng quá đi ra theo chứ không vậy đó. Chỉ từ đó đó mà cứ đọc hết cuốn này tới cuốn khác. Thì rồi tới cái năm 75 thì bị đưa đi cải tạo, vô trong đó thì không có kinh sách nhiều, vô đó thì bác nhớ là được người ta mấy ông này không có cho phổ biến cái loại sách đó, nhưng mà không biết sao họ giấu được cái bộ kiểu mà Chân Tâm Trực Thuyết của ông Phổ Chiếu Thiền Sư người người Đại Hàn. Đọc cũng đó trời thấy thích quá đấy, theo đó mà vô đó. Thì sự thật ra nó có cái là nó bây giờ nói thì nó qua rồi thì mình nói lại thôi. Vô đó thì tất cả những người lúc đó là tất cả nước đều thiếu thốn, cho nên cái bữa ăn á, nó mình ăn bo bo hoặc là độn phơi mì hay này nọ vậy đó, thì rồi á ăn với nước muối không à, với lại rau nó tí rau này là nọ vậy đó, nấu luộc hay gì đó. Thì rồi nhưng mà lâu lâu thì có một miếng thịt, được ăn miếng thịt. Thì cái mỗi một cái bàn vậy là bốn bốn vị toàn là sĩ quan không à, nhưng mà đói quá đi mà không có được thịt bao giờ, lâu lâu mới được cái, cho nên có miếng thịt đâu bằng bằng tay gì cắt ra làm bốn. Thì ông này nói miếng này lớn, kêu món con nhỏ rồi bắt thăm đi. Thì bác thấy kỳ quá, bác nói thôi tôi ăn thịt cũng được luôn giờ cắt làm ba thôi. Nhưng mà trong đó đó bác nhờ cái không có ăn cái đó đó, cho nên nó chỉ ăn cái thực phẩm thôi, nhưng mà nhờ cái hơi thở, nhờ theo bác
biết cái phương pháp là theo dõi hơi thở. Thì mình đêm sáng sớm bắt ngồi thở khoảng nửa tiếng, tối bắt ngồi thở khoảng nửa tiếng. Thì như vậy đó mà ăn nó, ai cũng tưởng là ăn như vậy là chết. Nhưng mà bác, trong cái tư tưởng của mình đó, mình tin chắc rằng ăn như vậy là để đủ sống rồi, không sao. Nhưng mà sau này thì về đó nghiên cứu là mình thấy cái thực phẩm nó chỉ là phụ thôi, mà cái nuôi sống chính của con người là oxy, cái hơi thở. Tại vì cái hơi thở mà cắt một cái là một phút chết liền, còn cái mà thực phẩm thì có thể tới 2-3 tháng mới chết. Vì vậy nhờ bác ở ngoài chỉ theo dõi hơi thở, ăn ít như vậy nhưng theo dõi hơi thở mà cái sức khỏe nó bình thường, nó tốt như thường, lạ lắm. Tâm mình nó yên, nó không lo, không sợ, không buồn. Có một cái mỗi tháng kêu viết cái thơ về kêu bà xã bảo lãnh thì đặng về sớm. Ai cũng viết kêu bảo lãnh về sớm, có mình bác viết đừng có bao giờ bảo lãnh. Đừng bao giờ bảo lãnh. Mình khi mình hiểu được cái lý nhân duyên rồi á thì nó rõ ràng thôi, tất cả cái vạn vật này nó đều được vận hành bằng nhân duyên quả, không có cái gì khác hết. Giờ quý mấy cháu thử tư duy thử coi, tìm thử coi có một cái gì mà không có nhân quả mà có không? Không có thể có được. Không có cái gì do một nguyên nhân mà thành hết. Nó rất nhiều nguyên nhân nó mới thành một cái bông vậy. Rất nhiều nguyên nhân nó mới thành cái bàn gỗ này. Thì toàn thể cái vũ trụ này cũng vậy nữa. Nó là được vận hành bởi nhân duyên quả hết. Bác học ở trong, bác chỉ biết, bác chỉ nghiên cứu về ông Phật thôi. Bác không có biết gì, bác không có theo đạo Phật, cũng như không theo bất cứ cái đạo nào khác, cũng như không nghiên cứu rành mấy cái khác, bác chỉ biết ông Phật dạy thôi. Nếu mà muốn hỏi cái khác thì chắc bác bí. Ông Phật á, ông nói có nhiều lý thuyết khác, nói là có một nguyên nhân duy nhất. Ví dụ như khoa học là nói có Big Bang là một cái nổ ra nó thành ha, một nguyên nhân. Bên Chúa nói có một Thượng Đế tạo ra. Nhưng mà ông Phật ổng nói không có. Tất cả đều là do nhân đủ duyên, trùng duyên khởi, nhiều nhân duyên lắm mới là thành một cái. Mà không ai có thể nhớ hết cái nguyên nhân tạo ra một cái vật vật được. Một cái tấm xỉa răng của mình thôi nha, không biết bao nhiêu nguyên nhân mới thành cái đó. Huống hồ gì một cái dạng vật. Thành ra theo Phật á, thì cái này là nói theo ông Phật thì bác nói phải nói vậy thôi chứ nói khác không được. Là mà cũng chưa chắc gì nó đúng là ông, tại vì sao ông biết ông Phật nói vậy? Ông đâu có nghe không? Ông Phật 2600 năm trước. Nhưng mà có những cái nguyên tắc mà mình có thể khẳng định cái này đáng tin là lời của ông Phật. Tại vì á, cái Phật pháp á, được xây dựng trên cái nhân duyên quả đó, cái thuyết đó. Thứ hai là cái Phật pháp, cái điều kiện mà trước nhất để là kêu bằng tối hậu đó là vô ngã, không có một cái ta nào hết. Nó lạ lùng như vậy đó. Ai cũng nói tôi đây mà nói không có tôi là sao? Nhưng mà ông Phật nói không có, không có cái gì gọi là tôi hết đó. Vậy thì và cái tiếp là trí tuệ. Trí tuệ là cái gì? Trí tuệ theo ông Phật là thấy biết được tất cả đều do nhân duyên mà nó thành. Mà cái đầu tiên cái mà tất cả vạn vật á, nó hợp bởi bốn cái yếu tố đất, nước, gió, lửa. Hỏi đất, nước, gió, lửa đâu có. Đất, nước, gió, lửa cũng do rất nhiều nguyên nhân mới có đất, mới có nước, mới có gió, có lửa mà không thể biết hết được.
không ai biết hết được. Như bác nãy nói, giờ nói thấy nói nãy giờ mấy phút thôi, kêu bác nói lại coi, nói khác hết trơn, đâu có nhớ được. Phải không? Đâu có nhớ mình đã nói cái gì. Thành ra cái nguyên nhân mà có những cái vạn vật á, không ai có thể biết hết, không ai có thể nhớ được. Do đó ông Phật nói tóm tắt là chỉ do rất nhiều nguyên nhân mà nó có đất nước lửa gió, và do rất nhiều nguyên nhân mà đất nước lửa gió bốn cái yếu tố này nó ráp lại đó thì nó có hình tướng. Có hình tướng thì có sự sinh sống, có sự sinh sống, có sự sinh sống thì có thấy nghe hay biết. Như cái thân mình có sinh sống thì mới thấy nghe hay biết, còn không cái thân này mà nó rứt mạch máu não một cái là nằm chỗ hỏi biết cái gì không, đâu có biết cái gì không. Nó cái sự sống nó chỉ rứt mạch máu não thôi, nó còn sống thực vật đó mà nó vẫn không biết hiện tượng. Thành ra nó chỉ có sự sống mới có thấy nghe hay biết, là qua bộ óc này, qua con mắt thì thấy, qua tai nghe, qua cái ý thấy, qua cái ý thì biết. Đó, cái thấy nghe hay biết này nó là do đủ cái bốn chất đất nước lửa gió nó ráp thành. Tất cả những gì mà có hình tướng và có sự sống thì có thấy nghe hay biết. Ngay cả cái cây này mình thấy nó có sự sống, nó cũng thấy nghe hay biết như mình vậy, nhưng mà tại vì mình không biết nó, không biết cái bộ óc nó nằm chỗ nào. Nhưng mình nó, mình trồng nó ở trong bóng tối, nó biết dương rồi ánh sáng. Cái cây này nó trồng dây leo đó mà trồng tuốt ở trong nó bò lên đó, nó biết nó đi tới. Thì cái gì có sự sống thì có thấy nghe hay biết. Khi mà cái sự sống nó chấm dứt thì cái thấy nghe hay biết cũng chấm dứt. Nhưng mà con người là do cái đủ điều kiện mà nó thành. Và khi mà mình thành con người này nè, thì mình cái tư tưởng, cái lời nói, cái hành động của mình đó, nó tạo cái nhân duyên. Cũng giống như có nhân duyên mới ra mình. Thì bây giờ con người sống đó, từ cái tư tưởng, cái lời nói và cái hành động đó, là cái nhân duyên để nó phát sinh ra một cái hình tướng mới. Khi mà cái hình tướng này nó đã, thì cái nhân duyên mà cái hình tướng này tạo ra đó, nó sẽ gá vào một bào thai nào đó đúng cái tần số của nó, giống như vậy, đồng thanh tương ứng. Ví dụ như đài số 2 trong TV đó, cháu mở đài cái cốc, cái là chỉ có hình ảnh đài số 2 ra đó thôi. Đài số 7, đài số 8 không có vô đây. Phải không? Đồng thanh tương ứng. Cái điều kiện như vậy thì nó ra cái hình tướng như vậy, ở trong gia đình như vậy, trong cái hoàn cảnh sống như vậy. Người ta nói, vậy thì ông này chết, đào thai ra ông này, cái linh hồn nó ra đây, nó thành đây. Cái này không có, tại vì không có một cái gì gọi là ta cả, chỉ đất nước lửa gió nó ráp lại nó thành hình tướng này thôi. Phải không? Bây giờ kiếm cái gì gọi là ta đó. Ví dụ như bây giờ bác lên sử nè, hỏi cái gì là sử, cái tay phải sử không? Đâu phải, nó là cái tay. Con mắt phải sử không? Không phải, là con mắt. Nó có mỗi cái, nó đều có, nó là thành phần của một, nó thành phần nó ráp lại thì gọi, tạm gọi là cái đó. Cái đó nó không có thật. Cái tên sử có, nhưng mà cái ông sử là không có. Chỉ có cái bàn tay nè, cái ốc nè, máu nè, xương nè, thịt, riêng hết. Cái vũ trụ này cũng vậy nữa, do bốn chất đất nước lửa gió đủ duyên mà nó tụ lại thành hình tướng. Hễ nhân nào quả đó, nhân nào quả đó, duyên đâu là đó. Đủ duyên thì nó là bông hồng, đủ duyên thì nó là bông cúc, đủ duyên cái bánh bông lan là nó ra bánh bông lan, cái bánh bò, đủ duyên bánh bò là ra bánh bò. Tất cả đều là tuyệt vời, không có một cái nhân duyên nào khác mà nó thành cái bông hường này được.
nếu mà cái bông duyên củ mà cái bông cúc thì nó là cái bông cúc, không thể là bông hường được. Đúng nhân duyên như vậy thì nó ra như vậy. Cái này là bác cho đây là tuyệt vời, hoàn hảo, không có một cái gì mà không sai một ly nào hết. Nhân nào quả đó. Thành ra khi mà mình tạo mình đủ duyên á, thì nó ra cái mặt như thế này, cái hình tướng như thế. Cái người kia duyên vậy thì cái mặt vậy, cái hình tướng vậy, cái hoàn cảnh sống vậy. Có nhiều cái duyên chung, là thí dụ như cái duyên chung là như là đồng là người Việt Nam à, thì như là đài, cái đài số 2 mở ra toàn thể là hình ảnh là đài số 2 hết, nhưng mà trong đó đó có màu trắng, màu xanh, màu đỏ, màu vàng, màu tím, rồi kia rồi có bông hồng, bông đủ thứ. Là sao? Là tùy ở trong một tần số, nó vẫn có những cái tần số nhỏ riêng. Giống như một cái cây vậy đó, nó có trái, nó có hạt. Bây giờ cái hạt, cái trái nó chín, cái hạt nó rớt, nó rụng xuống. Cái cây này nó rụi, cái trái này nó lên, cái hột này nó lên cây. Không phải cái cây này nó chung vô cái hột này để nó lên cây mới, mà là cái hột này nó là cái nhân duyên do đủ cái cây này nó tạo ra. Bây giờ nó lên cây giống y như cây mẹ, nó chịu cái nưỡng hoàn toàn giống y như cái đường hột của cây mẹ, thế nào thì nó như thế đó. Người ta không biết, người ta gọi là đi đầu thai. Ông này kiếp trước ổng là vậy, kiếp sau ổng là vậy. Nhưng mà theo đạo Phật không có cái này, không có cái gì gọi là ta, thì do đó làm gì có cái linh hồn để đi đầu thai. Nó chỉ là cái điều, cái hình tướng trước này tạo ra cái điều kiện này để có cái hình tướng sau, giống như vậy. Thành ra cái đạo Phật á, rốt lại là cái gì? Người theo đạo Phật là gì? Là tạo cái duyên lành để có cái quả lành. Tạo quả ác thì có quả ác. Vậy thôi. Đó rồi. Mình muốn tạo cái gì? Mình muốn an vui thì tạo an vui đi. Còn mình tạo nhân ác thì đừng có cầu Quan Thế Âm Bồ Tát gì mà cho. Hả? Trồng ớt thì ăn ớt thôi con. Đừng có mong mà Quan Thế Âm Bồ Tát hay là ông Phật nào mà cho ăn cái ớt mà vô ăn giống như là trái nho được. Không có, cầu gì cũng không được mà. Đọc thần chú đi. Đọc thần chú nào mà trồng ớt mà ăn thành trái nho đâu. Đọc không được. Ông Phật á, ông bỏ cả ngai vàng, ông đi tu là chỉ có hai lý do thôi. Thứ nhất là ông tìm coi cái nguyên nhân nào mà làm cho con người đau khổ. Cái thứ hai là ông muốn biết cái phương pháp gì để dứt được cái nguyên nhân đau khổ này để cho nhân loại hết khổ. Ông Phật chỉ có bao nhiêu đó thôi. Không có thần thông, không có gì hết trơn á. Không có bay lên trời, trời ơi đi. Nói ra thì nó đụng chạm, nhưng mà trời ơi, người ta nói là những vị Bồ Tát nói không, trong một cái là một tích tắc thôi bay khắp 10 phương vũ trụ này, là cúng dường 10 phương chư Phật rồi trở về chưa tới bữa ăn nữa. Nên là đi chừng 2-3 tiếng đồng hồ là hết cả cái vũ trụ. Mà vô chùa lại Phật rồi cúng dường đàng hoàng đi ra rồi, mà đi nhanh vậy đó. Thử hỏi lợi ích gì không? Bây giờ ổng làm cái chuyện đó lợi ích gì không? Trong khi bây giờ hỏi có hết khổ không? Đâu hết khổ. Làm sao? Ông Phật ông nói có nguyên nhân nào? Có nguyên nhân nào mà làm cho người ta đau khổ? Thì đó hồi nãy nói đó. Đất nước lửa gió nó ráp đổi thành hình tướng nè. Đó, vậy nè. Ha. Rồi, nó có bộ ốc nè. Cái bộ ốc này đó là nó để giúp cho cái thân này nó hài hòa với chung quanh này. Mà bây giờ á, nó đi ngược cái chức năng của nó. Nó nói không, tất cả cái vạn vật, bác nói lại nha, là khi mà có vạn vật á,
thì tất cả đều là thành phần của cái thiên nhiên này, của cái vũ trụ này. Như mình ngồi đây ha, thì tất cả là thành phần của cái chỗ này, phải không? À, thành phần chỗ này. Mình cũng là thành phần của cái xã hội này, mình cũng là thành phần của cái trái đất này, mình cũng là thành phần của cái vũ trụ này, chứ mình đâu có đi ra khỏi đó được. Mình là mỗi một đơn vị là một thành phần của cái thiên nhiên này. Bây giờ cái thằng tư tưởng này á, nó thằng gốc này nó nói không, cái này là tôi khác với những cái thành phần khác, tôi là nó tự tách rời ra, nó không nhận nó là một thành phần của cái thiên nhiên này, là tôi là riêng lẻ. À, từ đó đó, khi mà nó tách biệt ra đó thì nó sẽ cô đơn, nó sẽ thiếu thốn, nó muốn đủ mọi thứ. Để nó muốn được thì nó khoái chí, rồi còn không biết không được thì buồn giận, được rồi thì sợ mất, ai đụng tới thì giận, không buồn vui thương sợ là khổ. Nhưng ai khổ? Tôi khổ, phải không? Bây giờ tôi khổ quá, tôi bị đủ mọi thứ, tôi khổ quá. Bây giờ tôi bỏ buồn nè, tôi hết giận nè, tôi hết tham nè, tôi hết nghĩa là độc ác nè, tôi hết ích kỷ nè. Hết rồi, hết, bỏ buồn, bỏ giận, bỏ tham, bỏ ích kỷ, bỏ hết. Thì tới đây đó, thì coi như mình đã bỏ được, dẹp hết mấy tổng phạm, cái thằng chánh phạm còn nguyên này. Làm sao? Tôi buồn, tôi vui, tôi khổ, tôi tham, bây giờ tôi bỏ tham rồi, bỏ sân, bỏ si, bỏ hết cái tôi còn nguyên, chưa bỏ, phải không? Cái tôi, mà cái tôi là chánh phạm. Bây giờ hỏi, một dẹp hết mấy thằng tổng phạm rồi còn thành chánh phạm còn nguyên có yên ổn được không? Không, chắc chắn là không. Rồi đó ông Phật kêu phải bỏ thằng này nè, vô ngã. Đạo Phật là bảo không có một cái tôi nào cả. À, trời ơi, cái này nó hay lắm. Khi mà ông Phật ổng tới cái chỗ mà ổng dứt được cái ngã rồi đó, mà cái ngã đó, khi mà ổng thành đạo rồi đó, ổng không muốn nói, trời ơi, thành đạo rồi là gì? Ổng biết không có ngã, mà ổng nói tất cả là vô ngã. Thì bây giờ thử hỏi, mà tôi rõ ràng đây mà ổng nói không có ngã, ai nghe? Chỗ đó ổng không muốn nói. Nó cả, nên là cả tuần lễ sau, ổng suy nghĩ tới, suy nghĩ lưu rồi. Thôi thì kệ, nói đại, có người nào biết cho đỡ khổ. Cái vô ngã là một cái yếu tố quyết định trong đạo Phật. Mà khi mà dứt ngã là dứt cái gì? Là dứt cái tư tưởng tự tách mình ra khỏi, không nhận mình là một thành phần của cái thiên nhiên này nữa. Cho nên dứt cái ngã này tức là còn là yên nguyên nha. À không? Yên nguyên như vậy, chỉ có dứt cái tư tưởng chấp ngã thôi, không còn chấp ngã nữa. Nhưng mà tại sao ta nói dứt ngã là hết sanh tử? À, giờ thế này nha, mấy cháu thấy nước này nè, là H với O nó hợp lại, nó thành nước. Mà nó ở chỗ thiệt là lạnh á, thì nó là thấy đặc. Nè, nước đá ở trên đỉnh mấy núi nó chảy xuống thì suối, thác, ao, hồ, ra sông, ra biển. Ha, biển gặp gió nó là sống, là ba đào, dập vô bờ nó là bọt. Thì có một cái bọt á, tôi nói thấy bóng quá, cái này là tôi vậy đó. Thì ngay khi mà nó nói cái bọt này là tôi một cái rồi đó, là nó nhận luôn cái sanh tử. Nhận luôn cái sanh tử. Tại vì á,
nước thì dập vô thành bọt, bọt rồi nó thành nước thành bọt, rồi thành nước đâu có gì gọi là sinh tử. Nhưng mà cái thằng này nó nói đây là tôi là cái bọt, nó bể rồi nó chết, nó thành lập của nó sanh ra, không? Nó nhận luôn cái sinh tử. Nên nó sợ ba đạo lắm. Nó sợ cũng giống như con người của mình, sợ cái cuộc sống này lắm. Trời ơi, cuộc sống này nó thay đổi vô thường quá đi, nó khổ quá, mới thương cô đó, cô nói thương mình, bây giờ cô không thương, khổ lắm. Đó. Sợ cái hải cuộc đời này, do đó người ta kêu phải xa lánh cuộc đời đau khổ này đi tu đi. Thì cái đó là cái gì? Là kêu cái thằng ngã này nó thấy nó như cái bọt, nó thấy cái sống quánh vô, trời ơi sống quánh vô khổ lắm, sống quánh vô chết. Thì nó nhìn xuống dưới đáy sâu, ổ cha ở dưới không có ba đạo, dưới nó yên tĩnh quá trời, ở dưới là niết bàn ở dưới kìa, tĩnh lặng, tịch tĩnh. Nhìn lên trời, trời ơi Phật trời bay, trời đã quá, nó muốn thành vậy đó. Mấy cái đó là cái gì? Tuyết, mây, sóng, bọt thì cũng là nước thôi. Thành ra nếu mà một cái bọt mà khi mà nó biết nó là nước một cái, ngay đó đó, tất cả thiên đàng của bọt, địa ngục của bọt, tất cả đau khổ gì của bọt hoàn toàn là nước, không có gì cả. Cái bọt bể cái bụp, mấy cái bọt khác chung quanh không có bu lợi cầu siêu cầu an. À không? Nó rõ ràng như vậy đó. Nó trừ cái này, cái đạo Phật đó, nó thực tế nó tuyệt vời, không có gì khác nữa, an ổn chỉ vậy thôi. Chỉ đạo Phật chỉ có như vậy thôi, ngắn gọn, đơn giản, thực tế, rõ ràng. Người nào mà thấy được mình là một thành ở cái chỗ này, để bác nói thêm về cái ông Phật ổng sau khi ổng thành đạo nói cái gì. Sau khi ổng dứt đường á chấp thì ổng xưng với mọi người là Như Lai. Như Lai nói với con thế này, Như Lai nói với con thế kia. Như Lai là gì? Như là giống y như vậy đó, hai cái bông này nó giống y nhau, không có gì khác hết đó. Nên gọi là Như, bông này Như bông này. Lai là đến, là đang hiện bày ra nè. Là sau khi ổng dứt được ngã chấp rồi thì ổng gọi, ổng nói xưng là Như Lai là đây nè, đó, ngay trước mặt quý vị nè, đang hiện bày ra nè, nhân duyên quả, đất nước lửa gió đang tụ tán trước mặt của mấy người nè, ai cũng thấy, ai cũng nghe, ai cũng sợ đụng hết trơn. Cái chuyện mà ổng chứng đó, ai cũng thấy, ai cũng nghe, ai cũng sợ đụng, chứ không có nói tôi nóng lạnh, tôi tự biết. Cái này là tại vì mình tưởng tượng, những người đã sống tưởng tượng, cho nên làm sao nói ra được, mà nói ra cũng đâu có ai thấy. Còn ông Phật ông chứng cái mà ông nói ra ai cũng thấy, đây nè, thực tế, Như Lai, tất cả là đất nước lửa gió đang tùy duyên diễn biến trước mặt quý vị. Điều kiện bông hồng là nó ra bông hồng, điều kiện cây cao nó ra cây cao, điều kiện cây cỏ nó ra cỏ. Điều kiện nó như vậy thì nó như vậy, không có cái gì làm được cái này, không có gì làm được cái này cả, ngoài cái điều kiện đó. Cái điều kiện như vậy là tuyệt vời. Cả cái vũ trụ này đương diễn biến một cách tuyệt vời, không có một cái gì là đau khổ. Có cái gì đau khổ chỉ đi. Không có, cái đau khổ nó chỉ có ngay chỗ này thôi. Ngay chỗ này nè. Tại vì nó là riêng, tôi thích cái này, tôi không thích, tôi ghét cái kia. Nó làm khổ, nó nhận lấy đau khổ, nó nhận lấy sinh tử. Thành ra bác nghĩ rằng, bác nghĩ không biết đúng không? Là khi mà mình thấy được mình là một thành phần của cái thiên nhiên này đó, có nghĩa là gì? Là mình đương thấy Phật, mình đương là một thành phần của Đức Phật,
không phải là Phật nha, không phải mình là Phật đó, mình là Phật là ta cũng như nói alpha b là nó từ a b c đủ hết nó mới thành a b c, thì nó thành alpha b, nhưng nó chữ a là alpha b là không phải, a là a à, mà b là b, a nó khác b, nhưng mà a b c ở đây nó là alpha b. Có nhiều người đấy, trong tôi có mặt trời, trong tôi có mặt trăng, điều này là tưởng tượng thôi, làm gì có mặt trời, kêu lấy mặt trời ra đi, nó có đầy đủ nhân duyên của mặt trời mặt trăng thì có thân tôi, nói phải nói cho rõ ràng vậy rồi. Bác muốn cái gì nói cho nó thật rõ ràng, bác sợ nói lấp lửng lắm, trời ơi lấp lửng nó đưa tới chỗ mê làm dễ lắm. Có nhiều cái nữa à, nhưng mà bây giờ mấy cháu nghe rồi mấy cháu nghĩ thế nào, mấy cháu có cái ý kiến làm sao mấy cháu cho biết à. Bác thì như bác vừa chia sẻ là bác tiếp cận với đạo Phật trước tiên đó là khá là sớm, là năm bác 16 tuổi à. Sớm và trải qua rồi đã đọc rất là nhiều kinh khác nhau, rồi sau đó hành trình mình trải nghiệm rồi mình qua trời Tây, mình cũng tiếp xúc với lại nhiều cái tôn giáo khác nhau, nhiều cái về lĩnh vực tâm linh rồi nhiều thứ khác nhau, nhưng mà cái bác đã gọi là thực tế là thông qua cái đời sống của mình, bác hôm nay cũng như hơn tám mấy tuổi, bác năm nay 82 tuổi rồi, hành trình nó khá là dài và đã chiêm nghiệm, và cái đó là sự đúc rút của bác chia sẻ mà các bạn thấy là rất là, đó là chia sẻ rất là thấu đáo, rất là hay. Và cái về cái nguyên nhân và cái của khổ á, bác gói gọn lại về chỗ cái tôi á, rất là dễ hiểu. Thì cái đó là cái nguyên nhân cốt lõi nhất của cái đau khổ thôi. Đó, và làm sao để mà vượt khổ thì chỉ là cái đó là cái ảo tưởng dứt của nguyên nhân đó, dứt nguyên nhân cũng như nước bỏ muối vô nó mặn, giờ muối không cho nó mặn làm sao, đừng bỏ muối thôi lấy muối ra thế là nước. Khổ là do dính chấp. Cái gì dính chấp? Dính chấp là đồng phạm. Cái gì dính chấp? Tôi dính chấp, hay là ta dính chấp, hay là mình dính chấp, cái đó mới là chánh phạm, phải diệt thằng đó. Nếu mà còn bản ngã dưới bất cứ một dạng thức nào là chưa tới rốt ráo, nó rõ ràng lắm. Theo bác thì thấy vậy đó. Cháu có thể bác không đúng, nhưng mà bác đương đợi coi cái người nào chỉ cho bác cái gì cho nó thấy rõ hơn. Có nhiều cái mà người ta tại làm sao mà đạo Phật bây giờ nó trở thành vô cùng phức tạp. Đạo Phật bây giờ nó vô cùng phức tạp, không có giống cái lời của ông Phật nói. Mà bác nghĩ tất cả đạo đều vậy. Cái ông Chúa với ông Phật nói giống y nhau, nhưng mà bây giờ người ta nghĩ khác hết trơn. Giờ ông Phật nói là nhân nào thì quả đó. Ông Chúa nói you reap what you sow, mày gặt cái gì mà mày gieo đó. À, không giống ông, giống y. Phật nói, đạo Phật có quan niệm là tất cả là cái này vũ trụ nó không là tất cả đều là thành phần của cái vũ trụ này, của cái thiên nhiên này. Mà khi nó là thành phần, nó đặc biệt cái mà khi mình nó là thành phần thì nó lại tương trợ lẫn nhau một cách vô điều kiện. À, bây giờ như là cái bộ ống nè, cái tay nè, cái miệng nè, với bao tử nè, nó đâu có bao giờ biết gặp nhau bao giờ đâu, cái bộ ống này có gặp cái bao tử bao giờ đâu, mà thằng này đâu có biết thằng này ở trong nó ra sao. À, nhưng mà vì nó là một thành phần của cái thân này cho nên nó tương trợ vô điều kiện.
giờ đương ngồi đây mà cái bao tử nó trời ơi tôi đói bụng quá, tôi cồn cào quá, là thằng này kêu ê cái tay đi kiếm bánh đưa cho thằng miệng nhai cho kỹ nha, nuốt vô cho nó nè. Không tương trợ vậy đó, mình với cái những cái cây xung quanh nè đương tương trợ lẫn nhau mật thiết, tương trợ chỗ nào nó thấy đi làm bonsai trai chơi rồi kia mà đâu có biết tương trợ như nào. Rõ ràng lắm là nó thở ra CO2, ơi, nó thở ra oxy cho mình thở ra CO2 cho nó, tương trợ mật thiết nhau như vậy đó. Thành ra nếu mà không có cái này ở trong ông Phật á, nói cái này là cái gì, nói cái sự tương trợ là gì, là đại từ đại bi đại hỷ đại xả, thì vô cùng. Mà nếu mà ông dạy cho những người mà chưa thấy cái này, chưa biết được cái này thì ông dạy con à, đừng có tổn hại chúng sinh nha con. Tức là gì? Tức là tương trợ, đừng có tổn hại, là đại từ đại bi đại hỷ đại xả. Cho nên giới luật chính là từ bi. Tứ Diệu Đế là cái bài pháp mà chỉ cho người ta biết được cái nguyên nhân của đau khổ là gì, là bản ngã, và cái phương pháp dứt cái nguyên nhân này để được an vui, tức là dứt cái bản ngã. Đó là bài tứ niệm xứ, cũng ở trong cái khổ 37 Phật Địa Đạo. Ông Phật này trời ơi ông hay lắm, sao cái bài chót, cái một cái tép chót của cái 37 phong trời đạo đó là bài tám chánh đạo, bát chánh đạo, là cái bài để chỉ cho cái người mà dứt được cái bản ngã rồi đó. Là vì cái bản ngã là nó không phải là mới một số một triệu, mà nó được quân tập từ, nghĩa là nói là kiếp thì nó có chừng lộn với cái mà đi đi luân hồi nha, là tại vì nó đã quân tập vậy rồi nó thành vậy rồi nó quân tập vậy nó thành vậy, nó cứ quân tập tiếp cái bản ngã này thôi, nó là ngựa quen đường cũ. Cho nên bây giờ khi mình người mình bây giờ mà mình tu mình dứt được bản ngã đó thì coi chừng nó trở lại mà mình không biết, mình vừa nhìn thấy một cái thôi là nó đã nói đẹp, ô tôi thích cái này vậy đó. Mà mình nói cái này à, cái này đúng rồi nha, cái này hay là cái này sai thì nó cũng nói à, đúng rồi đúng rồi, ông nói đúng là đúng rồi, thì nó bắt đầu ở đằng sau mình đẩy tới, nó đẩy về cái hướng nào mà có lợi nhất cho nó đó. Nghĩa là cái hướng nào mà nó còn à, thì vậy đó, đưa tới lý thuyết là đủ, lý luận đủ hết, nhưng mà còn cái bản ngã dứt hết á, nhưng mà còn cái bản ngã vậy thôi. Nên là chúng ta phải cẩn thận lắm chứ thằng bản ngã. Trong cái bài mà kinh thần thánh ở bên Nguyên Thủy là sau khi ông dạy cái người dứt bản ngã rồi, ông mới lặp lại một lần nữa là cái bài kinh vô ngã tướng, bài kinh thứ hai. Ông thành Phật rồi nói bài kinh thứ nhất là Tứ Diệu Đế, nói bài kinh thứ hai là vô ngã tướng để xác nhận lại cái vô ngã này. Thì trong bài kinh đó nói như thế này, có dài lắm nhưng mà bác tóm gọn lại thôi, là lấy cái nội dung thôi, là nói ông một cái ông mà giúp cho ông Phật ấy, là ông cấp cô độc đó, ông giúp cho ông Phật nhiều lắm nhưng mà ông sắp chết mà ông sợ chết, do đó ông Phật sai cái người đệ tử lớn tới, là ông sai lời Phật lớn giảng cho ông, sai lời Phật nghe về cái vô ngã để cho ông đừng có luyến tiếc cái thân này nữa, mà ông ra đi cho nó yên ổn. Thì cái bài kinh đó nói thế này: cái thân này không phải là ta, cái tư tưởng này không phải là ta, cái tâm này không phải là ta, và cái cảm xúc này không phải là ta, có gì đâu mà ông dính, có gì đâu mà ông thấy. Thành ra ông kia ông thấy được vậy nên ông yên chí ông chết. Thì bác nói cái bài này không đúng cái ý của Phật rồi. Con nói không biết vô tình hay là hữu ý mà người ghi lại cái bài kinh này hoặc là cái người dịch cái bài kinh này đã làm cho bài kinh xa rời thực tế và không và mâu thuẫn với lại cái pháp vô ngã của Đức Phật.
ở chỗ nào. Bây giờ mấy cháu nghe kỹ là nghe. Nó tôi không phải là cái bạn này. Tức là sao? Vẫn có tôi đó. Tức là đã chấp nhận có một cái tôi rồi. Có một cái tôi không phải là cái này. Có một cái tôi. Ông Phật nói không có cái nào hết. Ông Phật nói không có tôi, mà bài kinh này nói cái này không phải là tôi. Cái này không phải là tôi, cái này không phải là tôi. Tức là đã chấp nhận có một cái tôi. Trời ơi, không biết sao bác đọc kinh bác kỹ như vậy. Chứ người ta nghe cái này người ta ok, đúng rồi. Làm sao? Không biết, bác không biết. Nhưng mà bác nói chưa chắc gì đúng. Nhưng mà cái mà bác thấy nó hợp lý nhất là rõ ràng ông Phật cũng nói là khi mà dứt được cái hạ chấp, mà thấy được mình là một thành phần của cái thiên nhiên này, thì nó hoàn toàn an ổn, nó tương trợ lẫn nhau. Nếu mà sống với cái đó đó thì nơi nơi an vui. Nó không phải là một cá nhân, nó không phải là một người nào an vui cả, mà là nơi nơi an vui. Nó là thiên nhiên này, một cái vũ trụ này là an vui. Cái chỗ này bác thích lắm. Nó hay là không phải mình tu mình ngon lành, mình tu bây giờ tôi ngon lành thì tôi sướng mình tôi. Cái đó đó là tự bác nói là tu theo những cái pháp môn mà Thiên Chúa vậy đó, cầu Chúa cho về hay là về Tây Phương Cực Lạc vậy, là tự sướng thôi, tự sướng một mình. Còn cái này á, nó là cả một cái tập thể, giống như tế bào hồi nãy cái ốc, cái bao tử, cái tai vậy đó, nó cùng là an vui, cùng tương trợ lẫn nhau, giống như nước. Khi mà nó biết nó là nước một cái rồi ha, là thiên đàng của nước, địa ngục của nước, cái gì của nước, cũng là nước thôi, không có gì hết. Khi chết không cần mà cầu siêu cầu an, nó đã vậy đó. Đó là bác, cái thấy của bác. Và cái người nào bác nghĩ cái này chắc là nó, nếu mà ông ấy thì coi chừng là nó dính vô cái ngã. Người nào mà thấy được mình là một thành phần của vũ trụ, của thiên nhiên này, đừng không có tách rời ra, tự thấy mình là riêng lẻ nữa, thì cái người đó đương tu chân tu, cái người đó đương thiền, cái người đó đương thỉnh Phật trụ thế, cái người đó đương thấy Phật. Nó dễ vậy thôi, ông nói vậy mà đây là Như Lai. Như Lai không có một cái giàu. Giờ mình nói vô ngã, bỏ cái ngã đi. Bây giờ ngay cả mình chấp ngã, nó vẫn là, mặc dù mình tự tách riêng, nước nó tự tách, nó thấy nó là riêng, nhưng mà nó vẫn là nước nha. Nó vẫn là nước, nó không phải khác đâu. Mình có chấp ngã chăng nữa thì tự mình khổ thôi, nhưng mà cái tất cả cái thân này nó vẫn là thành phần của thiên nhiên như thường, chứ không có tách ra được. Mình tự tách, cái tư tưởng nó tự tách ra thôi, nó tự nhận những cái mà trouble thôi, chứ còn đúng trên thực tế nó vẫn là thành phần của cái thiên nhiên này, nó không có ra được, nó không có đâu. Chỗ nó hay là chỗ đó. Cái đạo Phật, cái bác nghĩ cái lời của Phật á, còn cái đạo Phật thì bây giờ tội nó tùm lum lắm. Bây giờ cái lời của Phật thì nó hay chỗ đó đó. Thì hôm nay bác bao nhiêu cái mà bác biết á, bác đem lại chạy ra hết. Và bác mong rằng cái điều này sẽ là một hạt cát để giúp cho những người trẻ sau này, hay là những người nhận thức cái này, dùng nó để build thêm cái. Bữa hôm bác mới được người bạn cho cái cuốn sách là Làm Sáng Tỏ Lời Phật Dạy. Trời ơi, cái này bác thích lắm. Cái việc mà bác nói đây
bác mong rằng nó chỉ là một phần nhỏ để cho những người sau này còn tiến xa hơn nữa. Thì người ta nói bây giờ mạt pháp rồi. Mạt pháp là cái gì? Trời đất ơi, cái lẽ thật thì từ hồi vô thủy cho tới giờ nó y chang gì mà nói mạt pháp là sao? Rõ ràng mạt pháp là mỗi một người đó, cái người đó đó càng lún sâu vào trong cái bản ngã, trong cái chấp ngã thì không thấy được cái này nữa thì gọi là mạt pháp. Chứ còn nói y chang gì nào tới giờ, nó mỗi ngày tươi mới hoài. Nên bác có một bài thơ bác làm đấy, từ cố cổ thiên nhiên như thế, chuyển vần xoay vật đổi sao dời, lẽ nhân quả liên đới ba thời, sự sống hiện có không tụ tán, trước như thế nay mai như thế, vũ trụ là hiện tướng vui chơi, sinh tử là lương dược tuyệt vời, để sự sống thường vui tươi mới. Thuận nhân quả sống trong thực tại, dứt mê lầm ngã chấp đảo điên, thường tỉnh thức tinh cần chánh niệm, từng sát na sự sống hiện tiền. Bác chuyển qua cái lục bát, nếu không nhân ngã thì là thiên nhiên thực tại xung la tuyệt vời, nhân nào quả đó vậy thôi, mỉm cười nhận thức đạo đời như như vậy. Như là bác hết đời rồi, đem để mà hết tâm của mình có nhiều nói hết. Hay quá, hay quá. Cháu được biết là bác có viết một cuốn sách và sắp xuất bản, và cuốn sách đó là những gì mà bác vừa chia sẻ đó là cái cốt lõi của nằm trong cuốn sách đó. Thế là cái cuốn sách này bác viết là trên 20 năm. Bác viết từ năm 1997. Mà khởi đầu viết á, là bác viết cái nhân cái dịp mà đưa một người bạn đi đi xuất gia. Thì lúc đó thì bác còn theo bên Đại Thừa, thì bác viết 10 nguyện của Ngài Phổ Hiện là như thế nào, Ngài Phổ Hiện là cái gì mà 10 nguyện là như thế nào. Rồi sau đó khi mà bác chuyển đó, thì bác sửa cái cuốn này lại hết, nó thành một cuốn mà bây giờ hơn 20 năm. Bác tại vì quá kỹ đi, bác viết xong rồi bác đi nói chuyện trong mấy đạo tràng, bác đi gặp mấy ông thầy mà nói có một cái vấn đề gì đó mà có liên quan đến cái mục nào viết ở trong này nè, mà bác hơi thắc mắc một chút về cái lời của ông thầy đó nói vậy hay là lời của người bạn ở trong đạo tràng đó nói vậy, giờ về lật ra coi kinh này nói như thế nào, kinh Nguyên Thủy nói thế nào, kinh Đại Thừa nói thế nào, những kinh ví dụ Lăng Nghiêm nói thế nào, ở đây gì đó ra nhiều khi 5-7 của quyển kinh đó chứ không phải là đọc tới sáng luôn. Mà làm vậy mà làm hoài người ta chán, người ta nói trời ơi viết gì lâu vậy. Nhưng mà tại vì quá kỹ nó viết cho tới cách đây mấy tháng mới là xong, dự định kỳ đây về đây là xin phép in. Thì có cô đó ở ngoài Bắc qua Facebook nói comment qua lợi rồi kìa, cái cổ mới gọi qua bên Mỹ nói chuyện. Rồi hồi thì cổ mới hỏi có bác viết sách không, bác nói có. Thì cổ nói cổ xin cái bản thảo bác gửi cho cổ, thì cổ đọc hay, bác viết hay quá, bác cho phép tụi con in ra.
và nó bác sẵn sàng, bác còn muốn in lương muốn in mà chưa có điều kiện đây, thì còn nói để cho con xin phép của mình là dạ con sẽ gửi tiền dụng bút cho bác. Con hỏi tiền dụng bút gì? Cái này là của ông Phật, đâu phải của bác đâu mà bác làm tác giả. Cái này của ông Phật, bác chỉ muốn in rồi ấn trống thôi. Thế thì cô rất là tốt, nếu mà bác muốn ấn trống thì tụi con sẽ in ấn trống cho bác. Nhưng mà con có cái ý là đề nghị bác là sách ấn tống thường thường để trong chùa, để đóng đó mà người ta nhiều khi ta không muốn đọc, ta coi thường lắm. Thành ra tụi con xin phép bác là thay vì ấn tống người bán đi, người ta người nào người ta thích bỏ tiền là phải có giá trị ta mua về ta mới đọc. Thì nói cũng được. Rồi, cụ nói khi nào có tụi con có lời tụi con gửi tiền cho bác. Trời ơi, bác đã nói bác không lấy tiền những bút gì hết đó. Giờ nếu mà con bán có lời mà con muốn gửi cho bác đó, bao nhiêu tiền đó, con gửi vô mấy viên vào cô giùm bác. Thì cho tới giờ cô nói xin phép được xong hết rồi. Giờ đưa cho nhà xuất bản để mà họ hiểu định gì đó không biết. Cô nói là có thể là tới cuối tháng 7 này là trong có sách. Hôm trước đó thì bác để là con đường chúng ta đi, nói chuyện qua lợi rồi với Charlie với lại Trí rồi kia, thì cuối cùng đổi lại cái tên là không có ta. Bác không biết, không chắc trúng đâu, nhưng mà có thể là mỗi người coi cái đó rồi sẽ định hướng lại cái cuộc đi của mình. Có thể là nếu mà cái hướng của bác đi trật thì cũng nhân cái hướng đó, mà nhân cái đọc cái trật này biết chỉnh lại cái mình cho đúng. Tại vì sao? Tại vì Phật nói không tin bất cứ một điều gì dù cho bao nhiêu là đúng, bác chưa chắc. À, không? Nói nghe ngon lắm mà chưa chắc. Vậy đó. Tất cả mọi người đều có cái hướng, có một cái nữa là trong đó bác có cái kiểu đối chiếu giữa lời của Đức Phật và lời của những vị tổ, và đối và cái phần gọi là đàm luận đó, trong đó trong các đạo tràng nói về cái vấn đề gì, đó là hai phần chọn của cái phải đối chiếu để biết chắc như thế nào. Trời ơi, có nhiều cái mâu thuẫn lắm, nó có lợi cho mình là dĩ nhiên rồi, nhưng mà nó cần có cái lợi cho những người khác. Thì bác mong rằng cái tuổi trẻ mà cỡ mấy cháu ha, mà hiểu đạo vậy đó, trời ơi sẽ tiến xa hơn bác nhiều lắm. Tại vì bác tới năm 61, 62 bác mới biết cái vụ này. Bây giờ bác nói hết ra đây, mấy con bây giờ mới có ba mấy tuổi mà biết rồi, là còn 30 năm, 70 năm nữa, đã không? Đó thì sẽ còn đi xa lắm, tụi con sẽ còn đi xa hơn bạn. Rồi, nói nhiều ông bạn hỏi, anh nói vậy mà anh tới đâu rồi? Anh thành Phật chưa? Anh dứt ngã chưa? Anh nói, giờ tôi hỏi anh nè, giờ hãy đi vô mà trường y khoa đó học bác sĩ đó, thì mấy năm? 10 năm phải không? Học 7 năm rồi ra thực tập rồi kia, xong mới 10 năm mới ra thành bác sĩ. Giờ tôi mới vô lớp 1, anh hỏi tôi bác sĩ chưa, sao tôi trả lời được? tôi vô học trường y khoa đó, nhưng mà giờ coi tôi học cỡ nào. Tôi học siêng thì tôi 7 năm à, mà tôi không siêng tôi 20 năm tôi mới thành bác sĩ. Nhưng mà chắc chắn là tôi vô học y khoa là chắc chắn nó sẽ đi tới đó thôi, tôi không lạc đường. Còn nếu mà anh đi vô trường học kỹ thuật mà nói tôi đi học y khoa là coi chừng anh học tới chết là cũng học tới y khoa được. Phải đi đúng đường,
đi nhanh hay chậm là tùy mình. À, nhưng mà phải đúng đường, đúng hướng. Mà tụi cháu là chắc chắn là ngon lành.